Xin chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Cô giới thiệu đến các em bộ sách Tư duy ngôn ngữ tập đánh vần tiếng Việt, bài 9, M. Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô giáo sẽ dẫn các em học âm M ghép với các nguyên âm và dấu thanh để tạo thành các tiếng mới. Bây giờ cô mời các em hãy phát âm cho cô giáo âm sau. M. M, M. Khi phát âm âm M, luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó âm M được gọi là phụ âm. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh mẹ đang bế em bé đấy. Đúng nào? Và đây chính là em bé, còn đây là mẹ. Tiếng sau M, E, Me, nặng mẹ. Tiếng mẹ có M đứng trước, âm E đứng sau, âm E dưới E. Bây giờ cô giáo sẽ dẫn các em ghép âm M với các nguyên âm và dấu thanh nhé. Âm M ghép với âm A, nguyên âm A, chúng ta sẽ được tiếng mới, đó là tiếng M, A, Ma. Tiếng Ma có M đứng trước, âm A đứng sau. Từ tiếng ma thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới, đó là mờ a ma huyền mà, mờ a ma sắc má, mờ a ma hỏi mà, mờ a ma ngã mã, mờ a ma nặng mạ. Ma mà, má mã, mã mạ. Phụ âm mờ với nguyên âm o, chúng ta sẽ được tiếng mới m o mo. Tiếng mo có âm m đứng trước, âm o đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng mo chúng ta thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới, đó là m o mo, m o mo huyền mò, m o mo sắc mó, m o mo hỏi mỏ, m o mo ngã mõ, m o mo nặng mọ. Mo mò mó mỏ mõ mọ. Phụ âm m ghép với nguyên âm ô, chúng ta sẽ được tiếng mới m o mô. Tiếng mô có âm m đứng trước, âm ô đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng mô thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng sau m o mô, m o mô huyền mò, m o mô sắc mố, m o mô hỏi mỏ, m o mô ngã mỗ, m o mô nặng mỗ. Mô mò mố mỏ mỗ mỗ. Âm m ghép với nguyên âm ơ, chúng ta sẽ được tiếng mới m ơ mơ. Tiếng mơ có âm m đứng trước, âm ơ đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng mơ thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mờ ơ mơ, mờ ơ mơ huyền mờ, mờ ơ mơ sắc mớ, mờ ơ mơ hỏi mở, mờ ơ mơ ngã mỡ, mờ ơ mơ nặng mỡ. Mơ mờ mớ mỡ mỡ mỡ. Âm M ghép với nguyên âm E, chúng ta sẽ được tiếng mới M, E, Me. Tiếng Me có âm M đứng trước, âm E đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng Me thêm các thanh, chúng ta sẽ được tiếng mới, đó là M, E, Me. M, E, Me huyền mè, M, E, Me sắc mè, M, E, Me hoài mè, M, E, Me ngã mẹ, M, E, Me nặng mẹ. Me, mè, mé, mẹ, mẹ, mẹ. Âm M ghép với nguyên âm E, chúng ta sẽ được tiếng mới, đó là M, E, Me. Tiếng Me có âm M đứng trước, âm E đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng Me thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới, đó là M, E, Me. M, E, Me huyền mè, M, E, Me sắc mế,
Mờ ê mê hoài mẹ, mờ ê mê ngã mẹ, mờ ê mê nặng mẹ, mê mẹ mế mẹ mẹ mẹ. Âm mờ ghép với nguyên âm y chúng ta sẽ được tiếng mới, đó là mờ y mi. Tiếng mi có âm mờ đứng trước, âm y đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng mi lên các thanh, comment nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.